Ngày xưa, có cô gái tên Ngoan mồ côi phải đi ở cho nhà phú hộ nổi tiếng keo kiệt trong vùng. Họ đối xử với cô rất khắc nghiệt. Thằng Trâm, mày đi đường này, hai thằng kia đi đường này. Dạ đường này, đứa nào thấy á, đã co lên, nhất định bắt sống con Ngoan về cho ta, nghe chưa? Con chào ông bà. Nè, mày là con của vợ chồng lão Bảy mới mất đúng không? Dạ bẩm dân. Mày tên gì? Dạ, con tên Ngoan. Có biết tại sao tao kêu mày đến đây không? Dạ không. Đây, cha mẹ mày nợ ông bà đây 30 đồng bạc từ mấy năm. Đến nay á, lãi mẹ đẻ lãi con đã thành 5 lạng bạc trắng rồi đó. Thưa bà, tiền nhiều như vậy, lấy đâu ra mà con trả được ạ? Thì phải ở nợ không công để trả nợ chứ làm sao? Bà bếp nhà tao vừa mới nghỉ, giờ mày ở đây làm bếp, quét dọn, bưng cơm rót nước cho tụi tao. Tất cả những công việc trong nhà này, mày đều phải làm hết. Sao? Không chịu hả? Không chịu thì trả 5 lạng đây. Dạ, con không có 5 lạng. Con xin ở đợ ạ. Cô Ngoan có sao không? Tôi không sao. Cảm ơn Trâm. Cô Ngoan cầm lấy ăn đỡ đi. Cô làm cả ngày mà chỉ được ăn có một bữa cơm trắng thì sao mà chịu nổi? Anh cũng đâu được ăn nhiều hơn tôi đâu. Cho tôi rồi, anh lấy cái gì mà ăn? Tôi làm công nên còn có ít tiền lương mua đồ ăn. Cô cứ cầm ăn đỡ đi. Lỡ cô té xỉu rồi sẽ bị ông bà mắng thêm đó. Cảm ơn anh. Anh tốt quá. Tôi ở căn chòi ngoài ruộng á. Cô có cần gì thì ra đó gọi tôi giúp. Không được đâu. Ông bà mà biết là tôi sẽ bị mắng đó. Cô Ngoan, tôi đã để dành được một ít tiền. Tôi sẽ nói với ông bà Phú xin cưới cô. Cô Ngoan thấy sao? Nhưng mà tôi còn nợ ông bà Phú tiền. Chỉ cần cô Ngoan chịu, tôi sẽ nói với ông bà Phú cho chúng ta cùng làm, cố gắng trả hết nợ. Con Ngoan, mau vô trong ăn mặc đẹp cùng ông bà đón khách đi con. À, tôi đi nhanh chăm, tôi đi nha. Được không? Được, được. Ngoan à, ông bà kêu con lên đây để nói cho con biết. Con đã lớn rồi nên phải đi lấy chồng. Ờ, nhưng còn món nợ. Đương nhiên là nhà trai đã hứa trả dứt nợ cho con rồi. Nhà trai là ai? Chẳng lẽ anh Trâm Mạnh? Dạ, rước cụ Lý vào chơi ạ. Thưa cụ Lý, nhà chúng tôi có đứa con gái nuôi, nay đã lớn nên muốn gả cho cụ Lý. Hai ông bà thật có lòng, nhưng tôi đây đã già mà cô đây còn trẻ quá. Dạ, gần càng già càng cay ạ. Chỉ xin cụ Lý ưng nhận về làm tỳ thiếp cũng được ạ. Cô Ngoan có chịu không? Gật đầu đồng ý đi. Nếu không á, tao đưa mày lên quan.
con gái nuôi của tôi á rất là đoan trang, cha mẹ đặt đâu là ngồi đó. Với lại á, nó cũng ngưỡng mộ tài cụ từ lâu rồi. Được. Mày liệu hồn ngoan quản lý cụ Lý không á thì tao thưa mày lên quan á tội quỵt nợ, mày hiểu chưa? Nhưng thưa bà, xin bà, con thương anh Trâm, con không thể lấy cụ Lý được. Nếu mày không lấy cụ Lý thì cả thằng Trâm cũng không yên đâu. Tụi tao cũng vô cổ nó, cho nó đi tù mọt luôn. Ngoan, ngoan, mau đi thôi. Ông bà cứu hộ đang ăn uống say sưa với cụ Lý rồi. Ngoan mau trốn đi. Còn anh, hay là chúng ta cùng trốn? Anh phải ở lại để đánh lạc hướng ông bà phú hộ nữa. Nè, em cầm bánh đem theo cho đỡ đói. Anh sẽ theo sau em nha. Anh cầm cái này cho con vàng tìm được em. Trời đất ơi, ông làm cái gì mà cứ đi qua đi lại, đi riết rồi tôi chóng mặt quá à. Bà không lo gì sao? Con Ngoan nó chạy trốn chưa tìm thấy. Nay mai ông Lý qua đây không có cô dâu thì chúng ta chết mất. Lão ấy hứa cho mình rất nhiều thứ nếu cưới được con Ngoan. Nghĩa là lão rất là thích nó. Giờ không có nó, lão sẽ tịch thu hết điền sản của chúng ta, bà hiểu không? Nè, ông cứ yên xem nào. Cái gì vậy? Bịt mồm con chó nó lại coi. Dạ, bẩm bà đoán như thần. Chúng còn theo dõi thằng Trâm, thấy nó hả, gấp rút thu dọn đồ đạc định bỏ trốn. Dạ, tụi con còn thấy nó cho con Vàng ngửi cái khăn này nè. Thả tôi ra. Tao dám chắc đây là khăn của con Ngoan. Tôi đã định bỏ trốn với nhau đây mà. Cái gì? Lúc nãy nó vừa đi tìm con Ngoan với tôi mà. Ông ơi, ông ngây thơ quá. Nó giả vờ đi tìm con Ngoan để dắt mấy người đi lạc đó. Hèn chi mà tìm hoài không thấy. Ha, tụi mày giỏi lắm. Chờ tao tìm được con Ngoan về đây, bán nó cho cụ Lý, còn mày sẽ lên quan tù mọt gông. Tôi xin bà hãy tha cho Ngoan đi. Mày còn dám gian sinh cho nó sao? Tha cho nó thì ai trả nợ cho chúng tao đây? Bán mày đi chắc. Cụ Lý đã hứa hồi môn cho chúng tao là 10 lạng vàng và miễn đóng thuế. Không thì cả nhà ta sẽ bị tịch thu, ăn cám cả lũ đó. Ông nhiều lời với cái bọn ngu muội này để làm gì? Cái này á sẽ làm cho con Ngoan quay về đây mà mình không cần phải nhọc xác đi tìm nữa. Đi tìm con Ngoan về đây, không thì thằng Trâm chủ mày sẽ tồi đời đó. Hiểu chưa? Giang, mày không được tìm Ngoan, cứ kệ tao, chạy đi. Nó chỉ là con vật vô tri, lỡ nó không tìm con Ngoan thì sao? Trời đất ơi, ông ngu lắm. Con Ngoan nó chờ thằng Trâm nên chắc chắn chưa thể đi xa được. Bây giờ á, kêu mấy thằng tá điền phao tin ra cho làng xóm biết á, là thằng Trâm ăn cắp lúa nhà mình, sắp đưa lên quan xử. Con Ngoan nó nghe được, thế nào nó cũng mò về đây thôi. Sao anh Trâm vẫn chưa tìm mình nữa? Không biết có chuyện gì không? Khát nước quá. Hình như có một cái suối gần ở đây. Ông ơi, ông làm sao thế? Đói quá. Cho con cái bánh này, ông ăn đỡ đi. Ông ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn á. Ông ơi, ông sao vậy? Ông ơi, ông giả bớt ra được không? Ông làm con sợ quá. Cảm ơn con, 3 ngày nay ta đã chưa ăn gì. Dạ, ông không sao là tốt rồi. Trông con cũng mệt và đói lắm rồi. Con còn trẻ, còn khỏe, nhịn đói một bữa cũng không có sao đâu. Lát nữa con tìm ít rau rừng hay quả rừng ăn cũng được mà. Con thật là nhân hậu.
ta có thể ban cho con một điều ước. Con tưởng ông là ăn xin. Thì thần tiên cũng hiện ra nhiều hình dạng khác nhau để thử thách con người mà. Thật ra ta biết hoàn cảnh của con nên muốn giúp con một chút. Thấy con thực sự rất là nhân hậu, dù khó khăn vẫn ra tay cứu người hoạn nạn, nên ta sẽ cho con một điều ước. Dạ, con cảm ơn ông. Ở hiền rồi sẽ gặp lành con à. Giờ hãy nghe ta. Con hãy leo qua mỏm đá bên kia suối, hái bông hoa trắng mà con thích nhất và ước với nó, rồi con sẽ được tội nguyện. Nhưng mà con phải cẩn thận với điều ước, vì cái gì cũng có hai mặt của nó cả. Dạ, con hiểu rồi. Cảm ơn ông. Hoa trắng, hoa trắng. Ước gì? Mình nên ước gì đây ta? Chỉ có một điều thôi mà mình thì cần. Ủa, Giang, sao em lại ở đây? Anh Chăm đâu? Anh Chăm không đi với em hả? Vậy chẳng lẽ anh Chăm có chuyện rồi? Có lẽ ông bà bá hộ đã phát hiện ra và bắt anh Chăm rồi. Mình phải cứu anh đấy. Làm sao đây? Làm sao đây? Hay là ta có một điều ước, ta sẽ ước cả hai đứa được tự do. Ước cho tôi và anh Chăm được tự do, không còn làm người hầu nữa. Trời, vàng bạc nhiều quá. Vậy là trời cho mình để mua lấy tự do của mình và anh Chăm đây mà. Lúc này mà bà còn ung dung ngồi đó hả? Cụ Lý có thể đem lễ vật tới bất cứ lúc nào, mà con Ngoan á thì chưa có về. Ông cứ từ từ đã. Nó sẽ không bỏ thằng Chăm đâu. Lỡ nó bỏ thật thì sao? Trời ơi, cụ Lý sẽ trút giận xuống chúng ta. Lão ấy sẽ khép cho chúng ta một cái tội gì đó mà có trời mới nghĩ ra, rồi nuốt hết của cái nhà mình. Lão già tham lắm. Ông có thôi đi chưa? Đã ai làm sao đâu mà cứ làm quá lên à. Cùng lắm á thì mình đổ hết tội cho thằng Chăm. Tôi đã liệu hết rồi. Tôi biết lão Lý quá mà. Bà cứ chủ quan đi ha. Để tôi xem thần cơ diệu toán như bà có làm cho con Ngoan xuất hiện ngay ngưỡng cửa được hay không. Thưa ông bà, con về rồi đây. Dạ phải, con là Ngoan, đã trở về đây. Con muốn chuộc lại tự do cho mình và cho anh Chăm. Tao biết thế nào mày cũng về cứu thằng Chăm mà. Sao? Có muốn chuộc lại tự do cho cả hai đứa không? Đúng vậy, bà ra giá đi. Bao nhiêu con cũng mua. Gan ha. Cả vốn lẫn lời đến nay là 2 lượng vàng. Tính cả thằng Chăm á và tội của nó thì phải là 10 lượng mới đủ. Mày có làm cả đời thì... Làm sao? Ở đâu? Ở đâu mà mày có thứ này? Bà không cần biết, đây là đủ tiền chuộc thân cho chúng con rồi. Hãy thả anh Chăm đi. Dạ vàng thiệt bà ơi. Con ranh này định qua mặt tụi tao hả? Vàng ở đâu ra? Nói mau. Con lụm được. Ha, vàng chứ có phải là đá ở ngoài đường đâu mà mày lượm dễ quá vậy? Mày trộm cướp của ai hả? Mày khai ra mau, không thì tao gua cổ mày lên quan á. Con tiên ông cho con vàng. Xảo trá, ông mau bắt nó lên quan đi. Không, con nói thật mà. Con đã giúp đỡ ông tiên và ông ấy cho con vàng. Mày được ở cùng nhau rồi.
toại nguyện hen. Ngoan. Không, ông bà phải trả tự do cho chúng tôi. Tôi đã trả tiền rồi, cũng kể tường tận sự việc cho ông bà nghe rồi còn gì. Vậy thì để tụi tao đi kiểm tra xem thật hư thế nào, rồi mới về tính chuyện với tụi bay sao. Không, ông bà lừa chúng tôi. Thả chúng tôi ra, thả chúng tôi ra. Cái con nhỏ này không chừng nó lừa gạt vợ chồng mình để tính kế trốn thoát đó bà. Lỡ nó nói thiệt thì sao? Mình nhốt nó vô rồi con chạy đằng nào được. Ê chà, nếu đó là thật, tôi sẽ ước có thêm nhiều của cải. Chúng ta có thể mua cả một chức quan. Lão Lý sẽ không thể nào ức hiếp chúng ta được nữa. Còn tôi sẽ ước được trẻ lại 20 tuổi. Bà có trẻ lại 40 tuổi đi nữa thì cũng không đẹp hơn bây giờ đâu. Đợi đó, khi mà tôi trẻ đẹp và tôi giàu có thì ông đừng có hòng. Đừng hòng gì? Chỉ mình bà biết ước cho giàu có và trẻ đẹp thôi hả? Ui da! Ai để cái bịch rác giữa đường vậy trời? Ông né qua một bên coi. Ủa, mà ông có sao không? Trời ơi, chồng con vô ý quá à. Bà, cô phải đó là... Ông còn ở đó uống ớ làm gì nữa? Mau lại đây, đưa nước cho ông đây uống đi. Dạ, dạ, nước đây, nước đây. Ông đang khát đúng không ông? Ông uống nước đi ông, uống nhiều vô đi ông. Ông đói chưa? Tụi con có đồ ăn đi nè. À, đúng rồi, ông ăn món gì? À, chúng con có. Mấy người đủ chưa? Mấy người ở đâu ra mà hành hạ tôi vậy? Vợ chồng tụi con là những người lương thiện, chuyên giúp người nghèo khó. Giờ ông có nguyện vọng gì á, cứ nói ra cho tụi con biết, để tụi con đáp ứng ạ. Thật vậy sao? Ây giờ muốn cái gì ta? Ông nói nhiều không? Vô, ăn nhiều vô đi ông. Ăn nhiều cho khỏe lên nha ông. Rồi ông cần cái gì á, cứ nói vợ chồng con, rồi ông cho con điều ước nha ông. Thì ra là chuyện đó. Vậy mà không nói thẳng ra cho lẹ, hành hạ ta như vậy làm gì? Ông thiệt là tinh ý. Thì tụi con cũng khổ quá mới làm vậy. Ông hãy thương tình tụi con, cố gắng chiều ông nãy giờ. Đủ rồi, giờ chúng ta ra suối cái đã. Đúng rồi, để ra suối cái đã, để con cõng ông ra. Không cần đâu. Dạ đúng đó, để chồng con cõng ông ra. Mau lên ông, mau lên. Thì ra là em đã gặp được Tiên, có được một số tiền rồi. Sao em không trốn đi, còn quay lại tìm anh làm gì? Em lo cho anh, em không thể bỏ mặc anh được. Em khờ quá, anh chịu khổ quen rồi, còn em khó khăn lắm mới thoát được. Lỡ họ giàu có rồi, vẫn gả bán em thì sao? Hay là mình tìm cách thoát ra đi, miễn là mình đi cùng nhau, khổ mấy em cũng chịu. Hôm qua đến giờ, anh đã đào được cái lỗ nhỏ này, chúng ta cùng nhau đào, biết đâu có thể chui ra ngoài trước khi ông bà Phú Hộ trở về. Giỏi quá. Không có ai hết, mình đi thôi ngoan.
hai ông bà leo qua cái mỏm đá bên kia suối sẽ thấy rất nhiều hoa. Đừng hái hoa đúng không ông? Rồi ước đúng không ông? Ôi trời đất ơi, cả một suối nguồn tươi trẻ, cả một kho báu. Ông làm gì vậy? Để tôi ước chứ. Bà thì biết cái gì, phải ước được giàu có. Giàu có mà xấu xí thì ai thèm. Được trẻ đẹp như tiên giáng trần. Trời ơi, không được, không được. Cái mụ già này, mau rút lại điều ước. Nhanh lên, rút lại liền. Quỷ bỏ đứa chưa rồi, quỷ liền, quỷ liền. Hãy cho ta trở thành người giàu có nhất thế gian. Ông dám nói vậy hả? Trời ơi, quỷ bỏ điều ước vừa rồi. Hãy cho ta trở thành người trẻ đẹp nhất thế gian. Mụ này, ta trở thành người giàu nhất, là người giàu nhất thế gian này. Ông bà phú hộ đâu cả rồi? Nhà trai đã đến rồi đây. Mày đi xem ông bà phú hộ đâu rồi. Dạ. Dạ, con chào cụ Lý, rước cụ vào nhà chơi. Ông bà phú hộ đâu? Sao không ai ra đón đàn trai vậy hả? Dạ, ông bà phú hộ đi đâu từ hôm qua chưa về. Mày nói cái gì? Còn cô Ngoan đâu? Dạ, cô Ngoan cũng biến mất rồi ạ. Dạ đúng là không có ai hết ạ. Giỏi lắm, chủ tớ nhà các người dám giỡn mặt với ta, đem ta ra làm trò cười. Bay đâu, tịch thu hết gia sản nhà phú hộ, bố cáo cho dân làng cùng biết, đó là hình phạt cho bọn trốn thuế. Dạ. Rêu rao cho bà con khắp vùng này biết, nếu tóm được nhà phú hộ hoặc con bé Ngoan ở đâu thì sẽ được thưởng. Hồ dám dung bọn khỉ quái đản này để coi nhà. Người đâu? Đuổi bọn chúng đi. Kêu thêm người đến canh giữ, không cho chúng quậy phá. Dạ. Dạ. Chúng ta phải đi nhanh trước khi ông bà phú hộ về. Còn cụ Lý nữa, lão ta nổi tiếng thù dai, lão sẽ không tha cho em đâu. Sao em thấy hai con khỉ này quen quá? Hình như bọn khỉ muốn em đi đâu đó. Vậy anh và Vàng đi cùng em. Sao em thấy con khỉ này giống ông bà phú hộ quá? Anh cũng thấy như vậy, nhưng vô lý quá. Con chào ông. Ông có còn nhớ con không? Cô gái tốt bụng, con đã có điều ước của con chưa? Dạ, cũng gần như vậy. Chúng con đang trên đường trốn đi trước khi ông bà phú hộ về, thì hai con khỉ này đến.
Quả là duyên nợ. Hai ông bà phú hộ quả là có đến tìm ta. Và vì không thèm nghe lời của ta dặn, vì bản tính tham lam nên đã quá thành khỉ thế này đây. Thật sao? Ông ơi, liệu có cách nào cho họ hóa thành người không? Con muốn họ trở lại thành người sao? Vậy con sẽ bị bắt lại và gả bán đi thì sao? Thật ra, trông họ thế này thật tội nghiệp. Dù sao, họ cũng đã cho con chỗ ăn, chỗ ở khi con mồ côi. Với lại, con cũng sẽ chạy trốn trước khi họ thành người trở lại. Không dễ như vậy đâu. Đây là quả báo mà họ phải nhận. Hay là hai ông bà tập trèo cây hái trái dần đi. Thưa ông, thực tình không có cách nào sao? Con thấy họ có vẻ hối hận rồi đó. Cách thì cũng có, nhưng mà ta không chắc là họ có làm được không. Họ quá thành kỷ là vì họ quá tham lam và xấu xa. Bây giờ họ phải tập làm người trở lại, nói năng cư xử cho ra người có nhân có nghĩa. Bằng không thì chỉ một hay là hai tuần nữa thôi, họ sẽ mất hết những ký ức của con người và trở thành khỉ mãi mãi. Anh Chăm, hay mình giúp họ được không? Lỡ họ trở thành người rồi lại muốn bán em nữa thì sao? Em nghĩ không đâu. Lỡ họ làm việc xấu rồi họ thành khỉ nữa thì sao? Thôi được rồi, vậy các người hãy cố gắng cùng chúng tôi tìm xem có cách nào hóa giải không. Nhưng còn cụ Lý, em nghĩ chúng ta không thể ở đây được. Anh cũng nghĩ đến rồi. Với số tiền anh dành dụm được thì chúng ta có thể đến nơi khác, mua một mẫu ruộng nhỏ để cất nhà và cày cấy. Em có chịu không? Dạ, anh đi đâu em cũng theo. Vậy để anh đi dò hỏi và nghe ngóng tình hình rồi chúng ta sẽ đi. Trong khi đó thì em và hai ông bà ở nhà, cố gắng đừng để ai thấy nha. Phải cố giúp chứ. Hai người không chịu cố gắng gì cả. Cả tuần lễ rồi, hai người sẽ trở thành khỉ mãi mãi đó. Ngoan ơi, chúng ta gặp may rồi. Anh đã dò hỏi ở làng bên, cách đây 4 dặm, có một miếng đất vừa túi tiền với chúng ta. Chúng ta mau đi thôi. Thật sao? Vậy chúng ta đi. Họ không có tiến triển gì hả? Em nghĩ họ đang mất dần ý thức con người. Họ không còn thái độ hống hách như trước nữa, mà dần giống khỉ hơn. Nếu nghĩ tích cực á, thì vậy cũng tốt cho chúng ta. Anh có thể quen với việc có thêm hai con khỉ ở trong nhà cùng với con Vàng. À, con Ngoan, mày dám trốn mà. Mày đâu, bắt chúng lại. Chạy. Đuổi theo, nhanh.
theo. Em chạy hướng này, anh sẽ chạy hướng kia để đánh lạc hướng bọn chúng. Anh và Vàng sẽ tìm được em. Anh phải cẩn thận đó. Giờ mình đi đường nào đây cậu? Đi bên này. Dạ bẩm cụ, phía trước là vực thẳm rồi, không thể trốn ở đây đâu. Đi hết rồi, chúng ta an toàn rồi. Không biết anh Trâm có an toàn không nữa. Chúng ta đi thôi. Ông bà biết vậy là tốt rồi. Dù sao thì ông bà cũng mất hết nhà cửa. Hay là từ nay chúng ta sống chung một nhà, coi nhau như gia đình để chăm sóc lẫn nhau. Và từ đó hai vợ chồng Phú Hộ thật sự hối cải, cùng về sống với Ngoan và Chăm. Hai người làm lễ cưới cho Ngoan và Chăm, cùng làm việc và sống hạnh phúc với nhau như một gia đình. Còn cụ Lý, cái thằng đầy tơ này kêu đi kiếm nước mà đi đâu mất biệt. Nè, lão già kia, đường về làng ở đâu hả? Lão nhìn cái gì? Đưa nước đây, ta đang khát. Lão kia, ta hỏi sao không trả lời? Ta là cụ Lý trong làng này, liệu hồn mà trả lời ta? Ta không biết đường ra khỏi rừng, nhưng mà ông có thể hái một bông hoa ở đằng kia, trời ước cho ông ra khỏi rừng ngay lập tức. Thật sao? Mình có nghe nói trong làng có người gặp tiên, lẽ nào là thật? Ông cứ thử xem, nếu không về nhà được thì lại đây bắt đền ta. Nhưng mà chỉ ước một bông thôi. Hay là ta thử trước đã. Ta ước có một túi đầy vàng trước mắt. Hay thật, ta ước trở thành vua. Ta ước có quyền lực nhất thế gian này. Ta ước được trẻ lại 30 tuổi. Ta ước. Thế là cụ Lý trở thành hỷ mãi mãi.